Ngày 12 tháng 7, tại ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua một số nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế chính sách tại nghị quyết 98/2023 trên QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất thông qua ban hành nghị quyết số 18 về triển khai thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội, trong đó xác định trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với 14 nội dung thuộc nhiệm vụ và 13 nội dung thuộc thẩm quyền, thông qua 38 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phục vụ cuộc sống. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất 21 chỉ tiêu thành phần của 17 nhóm kinh tế xã hội chủ yếu năm 2023. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tập trung, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, các nhóm giải pháp cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành, nhằm triển khai thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh một cách kịp thời và đạt hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đào tạo nghề và việc làm, thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá sinh viên, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các bệnh viện, nguồn ngân sách để bảo trì, bảo dưỡng, chi phí vận hành đối với các bệnh viện mới đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động và việc làm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, vì lợi ích chung để bảo đảm chất lượng và đẩy nhanh tiến độ, xây dựng, phát huy đội ngũ cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh đủ năng lực thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao, tăng cường tổ chức đối thoại của chính quyền với nhân dân, đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, phường với nhân dân theo quy định. Các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ đi sâu giám sát chuyên đề theo thực tiễn tình hình thành phố đặt ra. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.